Anh chị em FPTN Charlotte, tiểu bang North Carolina được tin và đã đến tham dự buổi cầu nguyện lúc 7 giờ 15 tối thứ năm ngày mùng 6 tháng 11 năm 2014 tại nhà quan Wilson Charlotte, North Carolina. Thưa gia đình anh chị Long Hương và Tang Quyến. Cụ Anna Hồ Thị Trinh đã biết quan trọng của 98 năm đời sống lữ thứ trần gian như thế nào. Bằng chứng, các con của cụ đã thể hiện được tông đồ giáo dân và đã đem đạo vào đời để dấn thân phục vụ từ khi có mặt tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina này. Chúa đã thương gọi cụ về đúng ngày giáo hội mừng lễ các thánh nam nữ mùng 1 tháng 11 năm 2014. Tình đồng hương nghĩa đồng bào đã liên kết với gia đình quy tụ bên cụ Anna trong những giây phút còn trên dương thế. Hiệp một ý với vị chủ tế là linh mục Phêrô Trần Công Vang. Để chúng con mang trên mình mà tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn Anna. Chúng con cùng cầu nguyện cho chính chúng con trong niềm hy vọng Anna sẽ sống lại và cùng họp mặt với Chúa muôn đời. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Giêsu Chúa của chúng con. Amen. Giải khấn tang này biểu tượng cho lòng hiếu thảo của con cái, cháu chắt, báo đền ơn nghĩa sinh thành và dưỡng dục, cũng để tỏ lòng kính mến, tiếc thương đối với người thân yêu đã đi trần trong ơn nghĩa Chúa. Đừng mong sau mỗi người thân trong gia đình, khi nhận lãnh giải khấn tang này, luôn tưởng nhớ đến người thân yêu đã qua đời bằng những việc hy sinh hãm mình, bằng lời cầu nguyện. Để xin Chúa thứ tha cho linh hồn Anna mau được hưởng phần thưởng nước trời. Với cái nhìn của con người, chắc hẳn khó có gì có thể bù đắp những mất mát to lớn này đối với Tang Quyến. Tuy nhiên, trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, chết không phải là hết, mà chỉ là kết thúc cuộc sống trần gian, là biến đổi để đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Nguyện xin Thiên Chúa là đứng giàu lòng thương xót, nhận lời cầu nguyện của mọi người để sớm đưa cụ Anna về hưởng hạnh phúc đời đời với Ngài trên nước thiên đàng. Anh chị em FPTN tại Charlotte, North Carolina thành kính phần hiểu.